À, xin chào các bạn ha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cái kỹ thuật nhấn trong Aeronome các bạn ha. Kỹ thuật nhấn này thì có hai kỹ thuật. Kỹ thuật nhất á là đối với nút nhấn thường các bạn. Và kỹ thuật thứ hai là đối với nút nhấn cảm ứng các bạn. Ở riêng cái kỹ thuật thứ hai thì các bạn có thể ứng dụng cái nút nhấn cảm ứng hay nút nhấn thường đều được các bạn ha. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn có thể nắm vững hai cái này, các bạn có thể kết hợp với những các cái giải thuật khác để các bạn tạo ra được cái các ứng dụng theo mong muốn các bạn ha. Đầu tiên là mình cũng sẽ mở một cái mẫu file mới và ha. Đây. Ở đây là mình cái sơ đồ cái sơ đồ nút nhấn này các bạn tự tham khảo và ha. Thì cái điện trở này phải là 1 ký các bạn ha. Tại mình để đây mình chỉnh lại chỉnh 1 ký và điện trở này 1 ký 10 ký cũng được các bạn ha. Chứ 220 là không được nhiều các bạn. 1,5 ký cũng được thôi. Chả sao ha. Ok các bạn ha. Thì cái mình sử dụng mình sử dụng cái kỹ thuật nhấn thông dụng nhất các bạn ha. Cái này gì các bạn ha? À, đầu tiên là gì, mình khai báo nút nhấn đúng không, mình phải lưu file vào chỗ cái khóa cho các bạn luôn ha. Button này ha. Ok, button demo đi ha, mình lưu nó vào chỗ cái file ha, các bạn cho bạn xem ha. Mình khai báo đầu tiên là mình khai báo cái chân nút nhấn các bạn ha, nhớ phải là button các bạn ha. Mình cho chân số máy số 8 các bạn ha. Ok, còn cái led của mình là chân số 10 các bạn ha. Ok, những cái thuật rất là thông dụng thôi các bạn ha, các bạn đọc rất dễ như hình dung ha. Ok các bạn ha, rồi đây các bạn ha. Rồi bây giờ đó là gì các bạn? Đầu tiên là mình sẽ là gì, mình khai báo đối với kỹ thuật một là ha, kỹ thuật một các bạn ha, kỹ thuật thứ nhất đây các bạn. Ok, mình sẽ tạo một cái biến các bạn ha, gọi là biến mode đây các bạn ha. Ok, thì mình đầu tiên mình vào thì mình cũng cho biến mode mình máy bạn tab đây, mod mình bấm Ctrl T là điều bạn ha. Ok, chơi mod từ 1 bạn ha. Ok, mình khai báo với nút nhấn các bạn ha. Nút nhấn là tiếng mình cấu lên mặc định đó. Nút nhấn là tiếng hiệu gì các bạn, ngõ vào đúng không, đây sẽ là input. Ok, còn led là tiếng hiệu màu ra các bạn ha. Ok, đây sẽ là gì các bạn, màu ra sẽ là áo input. Ok đúng chưa, mặc định vào cho led tech các bạn ha. Ghi for why đấy, nó không các bạn. Ok ha. Cái kỹ thuật thứ nhất là gì các bạn? Đầu tiên là gì các bạn ha? Đầu tiên là mình sẽ khai báo một cái biến ha. Cái biến gì đây các bạn? In T ha. Nó sẽ bạn đọc tín hiệu cũng nhắn đúng không? Digital Wire. Ở đây là các bạn lấy hình cái hình này các bạn thấy là cả hai nút nhắn các bạn, nút nhắn thường và cái nhắn thường này. Rồi nút nhắn cảm ứng các bạn ha. Mình sẽ đầu tiên là mình làm nhắn thường để cấp đứt các bạn ha. Digital Wire đúng không các bạn ha? Better đúng chưa? Đúng các bạn ha. Thì mình cũng làm mình cho nó hiển thị là sơ đồ bộ link các bạn ha, không tên là link ha. Sơ đồ bị link chứ các bạn, sorry các bạn ha, bị link này các bạn. Sơ đồ là 9200, thông thường là 9200 rồi ha. Chứ không phải là mình ok. Tùy các bạn lựa chọn ha. Thì đây giả sử bây giờ mình sơ đồ các bạn ha, mình bộ link. Giờ bảo yên tê ha các bạn ha. Mình nạp có là thế các bạn ha, mình chọn cái bo, mình bo Uno ha. Cái bo Uno này, cái bọt cộng con là cộng 28 mình nạp vào ha. Cái đang cần bay các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ sơ đồ làm coi các bạn ha. Mặc định vào các bạn thấy không, là đang mất không rồi ha. Khi mình nhấn một cái, mình nhấn các bạn thấy không, nhấn này lên bước 1 một tí xuống các bạn ha. Nó lên bước 1 một tí xíu xuống các bạn ha. Ok các bạn, bây giờ chúng ta muốn nó đèn mà nó sáng luôn nó được các bạn ha. Nếu như mà chúng ta viết như thế này các bạn ha, ít T bằng 1 đúng không, thì chúng ta cho gì các bạn, cho gì đi ghi thổ y rest thấy 1 các bạn ha, ngược lại đúng không, L ngược lại là không, khác 1 đúng chưa, đất không, nó nạp thử ra thế nào các bạn. Nếu như là chúng ta biết như thế này là khi mà chúng ta nhấn thì nó sáng một chút thẻ tắt mất tiêu các bạn ha. Đó mà thầy ví dụ nha, đó ha, nhấn tắt đúng không, mỗi lần lên cũng 1 sáng không ha, không đó. Thấy chưa, mỗi lần nhắn nó sáng mà không nhắn nó tắt các bạn ha, đâu có được đúng không các bạn ha. Cái quyền nó phải sáng luôn vậy đúng không, nghĩa là nhắn nó phải sáng luôn vậy đúng không các bạn ha. Rồi ha, thì chúng ta làm sao, chúng ta mới làm lại ha. Nếu tên này 1 các bạn ha, cách này không được đúng không, ta bỏ đi, cái này không được đúng các bạn ha. Ok, ta cốt này đi, nhưng cái này là không được đúng chưa, đó, nhưng cái này là không được đúng không, ta chia đi các bạn ha. Chúng ta mới biết sao, ít
Nếu ở đây các bạn, nếu ở đây nếu gì nếu t bằng một đúng không? Thì làm sao? Thì chúng ta cho gì đây các bạn? Ở chúng ta cho gì đây ha? Chúng ta cho mod. Nó mod đó cộng cộng chưa? Mod cộng cộng đúng chưa? Và chúng ta cũng cho gì ha? Ít gì? Ít nếu mod gì? Mod cộng cộng đúng không? Bây giờ chúng ta phải gì bây giờ? Các bạn để ý này, các bạn lưu ý này các bạn, nếu khi mà chúng ta nhắn đúng như mà chúng ta suy nghĩ á, thì mỗi lần ta nhắn là nó cộng lên đúng không? Nhưng mà khoan đã, các bạn hãy serial đúng không, xem thử là gì nó có đúng như chúng ta suy nghĩ vậy không các bạn ha. Mod ha, thử vậy ra sau cái mod này các bạn ha, có phải là mỗi lần chúng ta nhắn là nó cộng một đơn vị không, có phải vậy không các bạn ha? Rồi chúng ta sau serial ha, một lần mà định vô là bằng không đúng không các bạn không? Các bạn thấy không, mình định vô là bằng không đúng chưa? Mình nhắn đó các bạn, mình nhắn một cái nó chạy phải không? Nó chạy đúng không? Ở đâu có tay, đâu phải là mỗi lần tay một đơn vị các bạn đúng không? Đâu có được. Muốn như vậy các bạn có delay đúng không? Đi mình delay một khoảng ha. Em sẽ bây giờ có delay 100 thử các bạn. Tôi delay 100 thử nó ra hiện tượng gì các bạn ha. 100 thử nha các bạn. Ok. Đây. Từ sau mà ha. Tại không một là tại không một là biết không? Tại vì cái này chúng ta chia cái này đi các bạn ha. Chia T đi ha. Đó bây giờ coi ha. Nếu giờ ta đang 100 nào. Nhớ một cái lên 2 4 6 một tay một lần hai đơn vị các bạn, nó đâu nó bất được cầu chúng ta là mỗi lần tay một đơn vị đúng không? Cho nên chúng ta làm gì? Chúng ta phải tay delay 200. Đó là lý do tại sao mà delay 200 được các bạn ha. Tùy đối với những cái trường hợp các bạn biết quá nhiều quá thì các bạn có thể giảm delay xuống được các bạn ha. Chứ một mình nó đơn giản thì nó không. Rồi ha. Được không? Đó 1 2 tay rất là nhẹ nhàng, êm máy không? Ok thấy chưa? Thì các bạn kiếm cái là gì nếu gì à, bây giờ bình thường luôn nó số 1 số lẻ đúng không các bạn ha, số 1 bình thường vào là mình quy định nó số lẻ đúng không, thì bây giờ mỗi lần nhắn tay một đơn vị nó chẳng đúng không, mod phần trăm hai số chẳng đúng không, thì không chứ các bạn ha, số chẳng đúng không, thì mình cho gì các bạn, mình cho gì, thì mình cho gì đây các bạn ha, đi đi hồ y led 1 các bạn ha, ngược lại các bạn ha, ngược lại cho gì đây các bạn ha, lết không các bạn ha. Thực sự nếu có một cái lệnh này thì chúng ta cũng không cần phải đánh một nhỏ các bạn ha, không cần đâu các bạn ha, ta sẽ viết cho đây các bạn ha, để cũng được các bạn, nếu một lệnh thì chúng ta không cần phải đánh một nhỏ các bạn, nó tự động nó hiếu các bạn ha. Nào giờ bạn nhấn rồi đó không, xem không rất là nhịp nhàng đó các bạn ha. Nhưng các bạn, nhưng bây giờ mình thử kéo cái này qua nó nhấn cái mấn nó nhận được không các bạn ha, đây ha, mình kéo nó qua nó nhấn cảm ứng các bạn ha, mình nhấn cảm ứng của mình ha, nhấn cảm ứng là nó khác với nhấn thường, nhấn cảm ứng là có ba chân các bạn ha, âm dương tiếng hiệu các bạn ha, ở mình đã kết nối sẵn rồi, nhấn cảm ứng mình nói là chuyện không xấu các bạn ha, bây giờ mình sửa lại chuyện không xấu nha, thử xem thử là nó có sáng không các bạn ha, nó có điều khiển cách này được không các bạn ha, đây nha, còn thấy chạy lộn xèo, ngoài chân số 7 nha, đưa lên các bạn, số 7, 6, nhấn cảm ứng là cái đầu là cảm ứng các bạn ha, đây. Bây giờ mình nhắn các bạn xem nha. Được không? Thực sự ra thì nó vẫn được các bạn. Nhưng mà nó không có tối ưu các bạn. Tại vì nó nhắn cảm ứng này các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì nó nhắn cơ thì nó cần delay. Nhưng mà nó nhắn cảm ứng thì nó rất là nhạy các bạn. Nó đâu có delay các bạn ha. Phải cơ là người ta chấm nó giỏi các bạn. Delay của thằng kia là nó dựa vào tính chất vật lý của cái cơ nó bị giỏi các bạn ha. Nhưng mà đối với những cái mấn thì đâu có cơ mà nó chạm, nó tức là chạm các bạn ha. Bạn ha. Tức là chạm nên cách này không hợp lý các bạn ha. Chính vì thế tôi nói với bạn cái thuật thứ hai các bạn ha. Chính vì thế nó mới có nó để được cái thuật thứ hai các bạn ha. Cái thuật thứ hai thì biết nó hơi đường đầy hơn tí các bạn ha. Ok thuật hai các bạn ha. Ok cái thuật một này. Bây giờ cái thuật hai các bạn ha. Cái thứ hai là gì các bạn? Cái thứ hai là các bạn phải khai báo thêm các bạn ha. Ừ. Cái thứ hai chúng ta phải khai báo thêm các bạn ha. Để chúng ta khai báo thêm là gì? Cái biến này là in gì? Button gì? Button hiện tại đúng không? Hết với HT là hiện tại các bạn ha. Mình cho nó bằng không ha. Bằng không. Ok. In gì các bạn ha. Còn gì nữa các bạn gì?
button cuối cùng là last, hiểu không? Last button nghĩa là hiện tại là khu rừng chỉ sơ button thì bạn sơ đi ha, sơ hiện tại đi các bạn ha, sơ cách hiện tại đi ha. Nó là gì các bạn biết không? Nó là tiếng Việt khó diễn đẻ mà. Ok, nghĩa là hiện trạng tái hiện tại đúng không? Nó là gì các bạn ha? Button gì? Nghĩa là khu rừng là sơ gì? CST đúng không? Nghĩa là gì các bạn? Current state đúng không? Hiện tại đúng không? Cuối cùng là gì? Có gì last state đúng không? Đúng các bạn ha? Mày không luôn. Và relay, nghĩa là cái relay thiết bị đúng không? Thiết bị này các bạn ha, relay thiết bị gì? Đi đúng không? Đi gì? Device gì? State đúng không ha? Ok, mình không luôn các bạn ha. Mình gắn vào cái biến này. Đây là cái thứ hai các bạn ha. Tụng khai báo nhắn bình thường các bạn ha. Cũng như nào ha? Tiếp theo là gì các bạn ha? Thì chúng ta cũng cho là gì đây? Thứ hai cho là gì các bạn? Cho đây là claim. Cái số là gì các bạn ha? Current là search bay cái tình, đọc cái tiền này vào đúng chưa các bạn ha? Mình kiểm tra là gì? Nếu gì các bạn? Nếu gì? Nếu search bay này các bạn ha? Search bay này, current bay này nó bằng 1 mà ha? Bằng 1 và gì? Và đang buộc được giờ là gì các bạn? Và cái last bay các bạn, last bay này các bạn ha? Nó bằng 0. Mà định vào tất cả đều bằng 0 các bạn ha? Thì làm sao? Đúng chưa? Ta phải cho delay các bạn, thực sự là mặc dù á, mặc dù là nút nhấn cảm ứng nhưng mà vẫn có delay các bạn. Bạn cho delay 5 thôi các bạn ha, delay 5 thôi, 5-10 gì đó thôi, ok. Đúng chưa? Cái này phải đau này các bạn, ok. Đúng không? Cái này trong này chứ. Oh yes. Đúng không? Thôi các bạn ha, đúng chưa các bạn ha? Và kiểm tra là gì? Nếu gì? Nếu cái display này các bạn ha, device display này nó bằng mấy? Bằng 1 thì sao các bạn? Nó lên mức cao đúng không? Thì làm sao? Ha. Tiếp tục các bạn. Thì các bạn mình sẽ làm sao? Thì chúng ta sử dụng cái gì các bạn? Chúng ta không dùng mà cái kỹ thuật mà let 2 let low á, let 2 let low, mình let 1 hay không nó cũng quá bình thường rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành đảo chân trạng thái thiết bị hiện tại luôn, trực tiếp luôn. Thì override. Kỹ thuật ra này ứng dụng cái gì led, cái là gì led 1 đúng chưa, led đi nó khác cái gì đi ghi số rig đúng chưa, led nghĩa là nó đảo được thấy hiện tại các bạn thấy không, sau khi nó đảo rồi các bạn ha, sau khi nó đảo rồi đúng không các bạn ha, đảo được thấy rồi nó gắn này lại về máy các bạn, đi display này cái gì các bạn, bằng không để lại đúng chưa, gắn đẹp đúng không các bạn ha, ngược lại của thằng này đi display bằng không là gì, đây đây đi display khác không đúng không, thì sao thì chúng ta cũng làm gì, chúng ta cũng đã thấy hiện tại đúng các bạn ha, và tao gán nó đi tay lên một lại các bạn ha, mình đã làm cũng có thôi, cũng chúng rồi các bạn, nhưng tốt cái này và các bạn sử dụng nó, bạn hiểu mà sử dụng nó thôi các bạn ha, đúng các bạn ha. Sau khi mà chúng ta đã, sau khi á cái trạng thái last tay này đây các bạn ha, sau khi thực hiện rồi đúng không, mình sẽ gán thay last tay nó sẽ bằng là gì các bạn, bằng stay các bạn ha, đúng chưa? Và bây giờ mình nạp code để mình trải nghiệm các bạn ha. Báo gì? Báo cái gì không được mô tả đi coi các bạn. Coi nó last day. Rồi nó báo gì đây các bạn? Says day. Ở đây bị lỗi các bạn ha. Ok. Được rồi. Hai cái kỹ thuật phổ thông dụng nhất các bạn ha. Bây giờ mình nhấn các bạn nhấn cái máy thứ bảy ha, nhấn các bạn ha, thấy không đó, rất là nhẹ nhàng mà thấy không đó ha, đúng chưa, mà thấy chưa đó không, bây giờ mình đem cái này mình nhấn, mình đem cái này các bạn, mình đem bây giờ mình đem cái này đúng không, mình sửa từ chân số 8 này là cho nó nhấn cơ thì nó chạy ra các bạn ha, cơ thôi nha, nhấn bình thường á, nhấn một tấn này các bạn ha, đó thì nó chạy không nha, rồi nhấn này là ha, nó vẫn chạy như thường các bạn thấy không, đó chúng ta là gì, cái kỹ thuật thứ hai nó có vẻ rất là tối ưu các bạn ha, nhưng thì cái kỹ thuật thứ hai thì nó ràng buộc có những điều kiện khác khi mà các bạn lập trình nó khó hơn cái thứ nhất các bạn ha, cho nên tùy cái yêu cầu, tùy cái mục đích đó các bạn có thể lựa chọn cái phương thức phù hợp với cái nhu cầu của mình nha các bạn. Xin chào các bạn ha.